Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nhi 24 giờ. Nội dung hôm nay: Quán Keji Oki Phúc XO phát hiện ma túy. Rạng sáng 10 tháng 4, lực lượng gồm một số đội nghiệp vụ của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa, xã hội bất ngờ ập vào khám xét 15 phòng đang hoạt động tại tụ điểm Keji Oki XO. Tại 6 phòng, cơ quan công an phát hiện có nhiều thanh niên nam nữ đang phê ma túy. Cũng tại phòng này, cơ quan công an còn thu giữ lượng lớn ma túy. Người đứng đầu chính quyền quận 12 cho biết, quán Keji Oki XO Fazaon hoạt động từ cuối năm 2016, trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất từng bị công an kiểm tra, phát hiện ma túy và lập biên bản xử phạt. Ông Lê Trương Hải Hiếu cho hay, đây là điểm nóng tập hợp nhiều dân chơi hay lui tới, từng nằm trong tầm ngắm của công an quận 12 và công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện quận đã chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ những sai phạm của quán Keji Oki XO Fazaon trong kinh doanh cũng như các hoạt động có dấu hiệu tội phạm khác, trong đó có việc sử dụng ma túy. Suy nghĩ của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới movie. Đừng quên like và search để theo dõi video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.